Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Bản tin dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho hay, bão Iagi mạnh lên vào sáng mùng 3 tháng 9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 85 km/h, cấp 9, giật 105 km/h, cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vào hồi 13 giờ ngày mùng 3 tháng 9, vị trí tâm bão Iagi, tên địa phương là Enteng, ở vào khoảng 18,6 độ vĩ bắc, 119,1 độ kinh đông, cách thành phố Lao Ác Ilocos Norte 100 km về phía tây tây bắc, tức trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Iagi cũng có thể mạnh lên thành cuồng phong vào ngày mùng 5 tháng 9. Bên ngoài PR, nó có thể đạt cường độ cực đại vào cuối ngày mùng 6 tháng 9 hoặc sáng mùng 7 tháng 9 trước khi đổ bộ vào Trung Quốc. Trong khi đó, theo bản tin dự báo thời tiết, hồi 14 giờ ngày mùng 3 tháng 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 3 Iagi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ ít thay đổi. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét từ chiều ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 9 có thể tăng dần lên 7 đến 9 m biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nhằm chủ động ứng phó với bão Iagi, Cục Cứu hộ Cứu nạn đề nghị quân chủng phòng không không quân, binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng phương tiện bay tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Cục Cứu hộ Cứu nạn đề nghị các đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động ứng phó, chủ động điều động lực lượng, phương tiện, di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Tư lệnh các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, quận, huyện nắm chắc tình hình di chuyển của bão Iagi, mưa lớn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ đạo các đơn vị bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang hoạt động trên biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Quân chủng Phòng không không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng phương tiện bay tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh các quân đoàn, binh chủng, binh đoàn có biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão số 3, tức bão Yazi ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 119,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km h Dự báo bão số 3, tức bão Yazi, trong những ngày tới di chuyển nhanh về phía đảo Hải Nam, Trung Quốc và khu vực Vịnh Bắc Bộ, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo Đến 13 giờ ngày mùng 4 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 740 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng tây tây bắc. Đến 13 giờ ngày mùng 5 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi sẽ chỉ còn cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây khoảng 10 đến 15 km/h. Đến 13 giờ ngày mùng 6 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi sẽ ở vào vùng biển phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo từ chiều ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Sau khi bão IaJi tiến vào biển Đông, nhiều tỉnh thành đã ban hành thông báo khẩn đến chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền nắm diễn biến của thiên tai, chủ động sản xuất và phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Cụ thể, sáng mùng 3 tháng 9, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành văn bản khẩn gửi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với bão số 3 và gió mạnh trên biển, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các địa phương yêu cầu người dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa hè còn lại. Theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, có phương án bảo vệ diện tích lúa chín chưa thu hoạch xong. Tại Hà Nội, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở, ban ngành của thành phố tập trung chỉ đạo sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả các phương án, kế hoạch, biện pháp ứng phó thiên tai, sự cố, trong đó tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Do ảnh hưởng của bão, hiện nay khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa to. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông cục bộ. Bão nhiệt đới Iazi tên địa phương là Enteng, đã tấn công miền Bắc Philippines vào cuối tuần qua, gây ra lở đất, lũ lụt ở nhiều khu vực, làm ít nhất 11 người thiệt mạng. Phủ Tổng thống Philippines đã đưa ra thông báo hoãn các lớp học ở mọi cấp độ và hoạt động của các cơ quan chính phủ tại Metro Manila và Calabarzon vào ngày 3 tháng 9 cho biết do bão nhiệt đới Iaji và gió mùa Tây Nam gây ra. Công việc tại các công ty tư nhân sẽ tùy thuộc vào quyết định của người đứng đầu. Các cơ quan chính phủ tham gia vào các hoạt động ứng phó thảm họa sẽ tiếp tục công việc của mình. Chính quyền địa phương trước đó cũng yêu cầu dừng các hoạt động dịch vụ tàu phà ở những khu vực bị ảnh hưởng và 29 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ. Ba người, bao gồm một phụ nữ mang thai, đã thiệt mạng trong một trận lở đất ở vùng ngoại ô Antipolo của Manila, trong khi thi thể của bốn người khác thiệt mạng do đuối nước cũng đã được tìm thấy. Ngoài ra, thành phố Naga có hơn 210.000 dân ở vùng Bicol cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Joshua Tuazon, nhân viên sở an toàn công cộng của Naga cho biết, có nơi lũ dâng cao quá đầu người, đồng thời nói thêm hàng trăm cư dân đã được sơ tán. Hơn 300 người vẫn ở các điểm sơ tán ngày 2 tháng 9, trong khi nước lũ ở thành phố đang rút rất chậm. Hai trận sạt lở đất đã khiến nhiều người thiệt mạng, làm hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Cebu, thành phố miền trung đất nước hôm 1 tháng 9. Bão Yazi đã ảnh hưởng đến một số khu vực của đất nước khi di chuyển qua Lujong. Tấn công trực tiếp vào tỉnh Aurora. Theo thông báo mới nhất từ cơ quan thời tiết nhà nước Pagasa, tâm bão Yagi hiện đang ở gần Matelala, Quirino. Cơn bão có sức gió mạnh nhất là 85 km/h với tốc độ gió giật lên tới 105 km/h và đang di chuyển về phía bắc tây bắc. Theo dự báo đường đi của bão, Yagi sẽ tiếp tục di chuyển về phía bắc tây bắc hoặc về phía bắc qua thùng lũng Cagayan hoặc vùng hành chính Cordillera phía bắc trước khi chuyển hướng tây tây bắc qua kênh Babuyan vào sáng ngày 3 tháng 9. Bão cũng có khả năng tăng cường vào chiều 3 tháng 9, có thể trở thành một cơn bão mạnh. Sau đó, cơn bão sẽ rời khỏi khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 4 tháng 9. Bão đổ bộ tỉnh Isabela ở phía Bắc vào cuối ngày 2 tháng 9, nơi có 4 thị trấn và 33.000 dân nằm trên hướng đi của bão. Ông Constante Foronda, Giám đốc Cơ quan ứng phó thảm họa tỉnh Isabela cho biết, chính quyền đã khuyến cáo giới chức địa phương sơ tán dân cư khỏi khu vực dễ bị lũ lụt mỗi năm Philippines hứng khoảng 20 cơn bão. Đất nước này nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi xảy ra nhiều vụ phun trào núi lửa và động đất, khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những nơi xảy ra nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Bão Haiyan năm 2013 là một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trong lịch sử thế giới, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, san phẳng nhiều làng mạc, cuốn trôi tàu thuyền và đất liền và hơn 5 triệu người ở miền trung Philippines phải sơ tán. Vào 19 giờ tối mùng 2 tháng 9, tâm bão Yagi trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là vào khoảng từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 11. Những giờ trước đó, bão di chuyển khá nhanh theo hướng bắc tây bắc với vận tốc khoảng 20 km/h. Đến tối mùng 2 tháng 9, các trung tâm dự báo của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khi vào biển Đông trong khoảng đêm mùng 3 tháng 9, bão Yagi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây. Cường độ có xu hướng mạnh lên do gặp các điều kiện rất thuận lợi về khí quyển như gió, khí áp, đại dương, nhiệt độ nước biển ở khu vực biển Đông đang là 30 đến 31 độ C. Đến thời điểm này, các trung tâm dự báo của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khi vào biển Đông, bão Iazi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, cường độ có xu hướng mạnh lên. Các dự báo đều cho rằng bão Iazi mạnh nhất khi đến khu vực phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, nhận định về cường độ bão có sự khác biệt đáng kể giữa các đài khí tượng thế giới Nhật Bản nhận định bão Yaji có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 13 trong khi Trung Quốc dự báo bão mạnh nhất cấp 15 riêng Mỹ đưa ra kịch bản xấu hơn bão Yaji có thể là siêu bão trên biển Đông với cường độ mạnh cấp 16 giật trên cấp 17 trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia của Việt Nam nhận định từ khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9 bão Yaji có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông bắc của biển Đông với gió mạnh tối đa lên tới cấp 12 giật cấp 15 Vùng gần tâm bão Về hướng di chuyển của bão Từ chiều ngày 3 tháng 9 Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông Gió mạnh dần lên cấp 6 Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 Giật trên cấp 11, biển đông mạnh Dự báo trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 Bão Yaji có thể đạt cấp bão rất mạnh Trên khu vực Đông Bắc Biển Đông Gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12 Giật cấp 15, vùng gần tâm bão Trong 24 giờ tới Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông Sóng biển cao từ 2 đến 4m sau đó, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9, có thể tăng lên từ 5 đến 7 mét. Biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Bão Yazi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão trong tối ngày mùng 1 tháng 9. Là cơn bão thứ 11 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay. Chỉ trong vòng 24 giờ, bão mạnh lên gần 2 cấp. Đây được nhận định là cơn bão rất mạnh trên biển Đông năm nay với diễn biến phức tạp, khó lường.